Mến chào quý khán giả đang xem tin tức trên kênh HTV News. Trong chương trình thời sự thế giới của ngày hôm nay, chúng tôi xin được gửi đến quý vị bản tin đáng chú ý sau đây. Tình hình nguy cấp, gần 10 triệu dân Ukraine rơi vào thảm cảnh sau các cuộc tấn công. Tổng thống Biden yêu cầu Quốc hội Mỹ cấp 37,7 tỷ USD để hỗ trợ cho Ukraine. Mỹ, NATO khẩn cấp điều tra báo cáo tên lửa Nga tấn công Ba Lan. NATO tham vấn đặc biệt sẵn sàng kích hoạt điều năm. Ba Lan báo động quân đội sẵn sàng chiến đấu. Và ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Tình hình nguy cấp, gần 10 triệu dân Ukraine rơi vào thảm cảnh sau các cuộc tấn công. Kính thưa quý vị, theo báo cáo của Oleksiy Kolyba, trưởng phòng quản lý quân sự tỉnh Kiev. Do các cuộc tấn công bằng tên lửa lớn ở Kiev, tình hình cung cấp điện đang rất nghiêm trọng. Chúng tôi đang chuẩn bị cho tình trạng mất điện kéo dài. Tất cả các dịch vụ đang làm việc để nhanh chóng khắc phục hậu quả của các cuộc tấn công. Ông Kuleba viết trên Telegram. Ông Kuleba cũng đồng thời đăng lời khuyên về cách người Ukraine có thể chuẩn bị cho việc thiếu điện. Cũng trên kênh Telegram, Tổng thống Ukraine Zelensky đã nói rằng gần 10 triệu dân Ukraine bị mất điện sau trận tấn công tên lửa quy mô lớn của Nga vào cơ sở hạ tầng năng lượng của nước này. Tại nhiều thành phố và khu vực đất nước chúng tôi lại xảy ra tình trạng mất điện do sự cố. Khoảng 10 triệu người dân Ukraine không có điện. Phần lớn ở các tỉnh Kharkiv, Zhytomyr, Kiev và Lviv. Ông Zelensky cho biết, Trước đó vào ngày 15 tháng 11, lệnh báo động không kích ban bố gần như trên khắp đất nước Ukraine. Ở Kiev cũng như ở Kharkov, Lvov, Jetemur, Khmelnytskyi, Dropno, Simi và các khu vực khác đều thông báo bị không kích. Tình trạng mất điện, sự cố bắt đầu diễn ra trên toàn quốc. Phó tránh văn phòng tổng thống Karo Timoshenko gọi tình hình ở Ukraine sau được tấn công tên lửa mới là cực kỳ nguy cấp. Bản thân ông Zelensky nói rằng, Nga đã tiến hành 85 vụ tấn công tên lửa trên khắp đất nước Ukraine, chủ yếu nhằm vào các cơ sở năng lượng. Theo Bộ trưởng Năng lượng German Galustenko, vào ngày 15 tháng 11, hệ thống năng lượng của nước này đã hứng chịu được tấn công tên lửa dữ dội nhất kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga. Tổng thống Biden yêu cầu Quốc hội Mỹ cấp 37,7 tỷ USD để hỗ trợ cho Ukraine. Chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden đang đề nghị quốc hội cấp thêm 37,7 tỷ USD để hỗ trợ Ukraine trong cuộc chiến với Nga. Những khoản tiền này dự kiến sẽ được nhận trong khuôn khổ đáp ứng yêu cầu tài trợ bổ sung. Ứng phẩm Reuters viết về điều này dựa theo nguồn tin từ một đại diện của Hoa Kỳ. Biden cũng đang được yêu cầu 9,25 tỷ USD để chống lại COVID-19 và 750 triệu USD để chống lại các bệnh truyền nhiễm khác cũng như các thảm họa thiên nhiên. Quốc hội có cơ hội và nghĩa vụ giải quyết ba nhu cầu tài trợ bổ sung và quan trọng phải được lượng đảng trồng ý. Bảo vệ người dân Mỹ khỏi COVID-19 và cứu mạng sống trên khắp thế giới. Hỗ trợ người dân Ukraine, giúp đỡ các cộng đồng trên khắp đất nước phục hồi sau sự tàn phá thiên tai. Giám đốc ngân sách tòa Bạch Ốc, Shalanda Young, cho biết trong một bức thư gửi cho Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi, Tòa Bạch Ốc giải thích rằng tài trợ cho Ukraine trong năm tài chính sẽ dành cho thiết bị quốc phòng, viện trợ nhân đạo và hỗ trợ an ninh hạt nhân. Các quỹ khác sẽ được sử dụng để chuẩn bị cho khả năng số ca mắc tăng đột biến vào mùa đông, làm phẳng con đường thương mại hóa vaccine và phương pháp điều trị, để nhanh nghiên cứu và điều trị COVID-19 dài hạn, đồng thời phát triển vaccine và phương pháp điều trị mới và 1 tỷ USD trong số 9,25 USD sẽ được dùng để giúp chống lại virus trên toàn thế giới. Ấn phẩm lưu ý rằng, các quan chức của Biden đã không thành công trong việc yêu cầu quốc hội cấp thêm tiền cho cuộc chiến chống lại COVID-19 trong một thời gian. Như đã biết, tính đến ngày hôm nay, Ukraine là nước nhận được sự hỗ trợ quân sự chính từ Hợp chủng quốc Hoa Kỳ. Theo chỉ số này, Ukraine đã vượt qua các nước dẫn đầu của những năm trước, Israel và Ai Cập. Ba Lan xác nhận tên lửa rơi là của Nga, qua so triệu tập cuộc họp các đại sứ NATO. Đại sứ các nước NATO sẽ gặp nhau vào hôm thứ Tư, ngày 16 tháng 11, theo yêu cầu của Ba Lan trên cơ sở điều khoản thứ tư của Liên minh, Reuters đưa tin, dẫn lời hai nhà ngoại giao châu Âu. Bộ Ngoại giao nước này xác nhận đây là tên lửa của Nga và đã triệu tập đại sứ Nga. Các nhà ngoại giao nói với các nhà báo rằng những cuộc tham vấn trong NATO sẽ được tổ chức theo sáng kiến của phía Ba Lan sau sự cố ngày 15 tháng 11, theo điều 4 của hiệp ước thành lập Liên minh, các thành viên có thể đưa ra bất kỳ vấn đề nào cần quan tâm, đặc biệt liên quan đến an ninh của một quốc gia thành viên. Một trong những nhà ngoại giao cho biết, Liên minh sẽ hành động thận trọng và ông cần thời gian để tìm hiểu chính xác vụ việc đã xảy ra như thế nào. Bộ ngoại giao Ba Lan xác nhận tên lửa do Nga sản xuất đã rơi xuống lãnh thổ của nước này. Đại sứ Nga đã được triệu tập đến Bộ ngoại giao. Tuyên bố cho biết vào lúc 15 giờ 40 phút, một tên lửa do Nga sản xuất đã rơi xuống làng Bazevodop, giết chết hai công dân Ba Lan. Liên quan đến sự kiện này, ngoại trưởng Zbigniew đã triệu tập đại sứ Nga tại Bộ Ngoại giao và yêu cầu giải thích chi tiết ngay lập tức. Mỹ, NATO khẩn cấp điều tra báo cáo tên lửa Nga tấn công Ba Lan. Người đứng đầu NATO cho biết liên minh đang thông vấn với các đối tác sau khi xuất hiện báo cáo về vụ tấn công bởi tên lửa Nga gây chết người ở Ba Lan. NATO và các đồng minh, trong đó có Mỹ, cho biết họ đang điều tra các báo cáo liên quan cho rằng tên lửa của Nga chịu trách nhiệm về vụ nổ chết người ở Ba Lan gần biên giới với Ukraine. Trong một cuộc họp báo vào hôm thứ Ba, phát ngôn viên của ngũ giác đài Pat cho biết, Washington đang tìm cách chứng thực các báo cáo trên phương tiện truyền thông Ba Lan rằng Tên lửa của Nga đã hạ cánh xuống ngôi làng Zervodov, phía đông của Ba Lan, khiến cho hai người bị thiệt mạng. Tôi không muốn suy đoán hay đưa ra các giả thuyết. Ông Ryder nói với các phóng viên khi được hỏi về lập trường của Hoa Kỳ trong việc hỗ trợ một đồng minh NATO trong trường hợp bị tấn công. Khi nói đến các cam kết an ninh của chúng tôi và điều năm, chúng tôi đã nói rõ ràng rằng chúng tôi sẽ bảo vệ từng tất lãnh thổ của NATO, Ông Trader nói, đề cập đến Hiệp ước Phòng thủ Tập thể trong NATO, quy định rằng một cuộc tấn công nhằm vào bất kỳ thành viên nào của NATO là một cuộc tấn công vào tất cả. Người đứng đầu NATO Jens Stoltenberg cũng cho biết ông đã nói chuyện với Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda và Liên minh đang theo dõi tình hình cũng như tham khảo ý kiến của các đồng minh. Nếu được xác nhận, cuộc tấn công sẽ đánh dấu lần đầu tiên một tên lửa của Nga hạ cánh xuống một quốc gia khác ngoài Ukraine kể từ khi Nga tiến hành một cuộc xâm lược nước láng giềng vào ngày 24 tháng 2. Các báo cáo vào khung thứ ba đã gây lo ngại trên diện rộng, đồng thời đòi hỏi xác minh tính chính xác những gì đã xảy ra. Theo Onzazira, có thể các tên lửa đã trượt mục tiêu, bắn quá mục tiêu hoặc bị lực lượng phòng không Ukraine cản phá. Bộ Quốc phòng Nga đã nhanh chóng bác bỏ các báo cáo gọi chúng là một hành động khiêu khích có chủ ý nhằm leo thang tình hình. Không có cuộc tấn công nào vào các mục tiêu gần biên giới Ukraine, Ba Lan được thực hiện bởi các phương tiện hủy diệt của Nga, tuyên bố cho biết. Người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov cũng nói với hãng tin Reuters rằng, ông không có thông tin về vụ nổ về phần mình, Ba Lan đã triệu tập các cuộc họp khẩn cấp của Hội đồng An ninh Quốc gia và nội các ngay sau khi báo cáo xuất hiện để phản ứng với điều mà phát ngôn viên chính phủ Beatrice Mueller mô tả là tình hình khủng hoảng. Ông Mueller nói với các phóng viên rằng chính phủ Ba Lan đã tăng cường khả năng sẵn sàng chiến đấu của một số đơn vị quân đội và đang xác định xem có nên yêu cầu tham vấn với các đồng minh theo điều 4 của hiệp ước NATO hay không. Ông nói thêm rằng Thông tin liên quan sẽ được trình bày cho công chúng và lời kêu gọi các phương tiện truyền thông không đăng thông tin chưa được xác minh trong thời gian chờ đợi. Lo ngại nhanh chóng lan rộng khắp châu Âu sau khi tin tức được đưa ra, với nhiều quan chức cáo buộc Nga phải chịu trách nhiệm về vụ việc. Phó Thủ tướng Latvia Artis Babrit đã viết trên Twitter rằng, Nga đã bắn tên lửa không chỉ nhắm vào dân thường Ukraine mà còn đáp xuống lãnh thổ NATO ở Ba Lan. Ngoại trưởng Ukraine Dmytro kêu gọi tổ chức một hội nghị thượng đỉnh NATO, bao gồm cả Ukraine, nhằm đưa ra phản ứng tập thể cứng rắn đối với Nga, đồng thời kêu gọi các đồng minh của Kyiv cung cấp cho nước này vũ khí và máy bay tiên tiến. Ngày nay, bảo vệ bầu trời Ukraine có nghĩa là bảo vệ NATO, ông Kolobar viết trên Twitter. Trong khi đó, các quan chức từ Na Uy, Litva và Estonia đều là thành viên của NATO, cho biết họ đang cố gắng tìm hiểu thêm thông tin. Đây là một vụ việc rất nghiêm trọng, nhưng vẫn còn nhiều điều chưa rõ ràng. Ngoại trưởng Na Uy Andikan hoffel cho biết, theo hãng thông tấn NTB của Na Uy, người phát ngôn an ninh quốc gia của tòa Bạch Ốc Adrian Watson đã thuyết rằng chính quyền Biden sẽ xác định điều gì đã xảy ra và các bước tiếp theo thích hợp sẽ là gì. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Vedan Battle, gọi các báo cáo là cực kỳ đáng quan ngại nhưng cho biết thêm rằng việc xác định các cuộc tấn công là cố ý hay vô tình sẽ rất quan trọng. Tòa Bạch Ốc cho biết, Tổng thống Joe Biden cũng đã nói chuyện với người đồng cấp Ba Lan Duda và được thông báo về tình hình. Vụ nổ được báo cáo vào hôm thứ Ba xảy ra giữa làn sóng các cuộc tấn công của Nga trên khắp Ukraine mà Kiev gọi là nặng nề nhất trong gần 9 tháng chiến tranh. Các vụ đánh bom đã được báo cáo ở Lviv, cách biên giới với Ba Lan cho đến 80 km Người đứng đầu Liên minh châu Âu Charles Marshall cho biết ông bị sốc trước thông tin về một tên lửa hoặc loại đạn dược khác đã giết chết người dân trên lãnh thổ Ba Lan. Chúng tôi sát cánh với Ba Lan. Tôi đang liên lạc với chính quyền Ba Lan, các thành viên của Hội đồng châu Âu và các đồng minh khác. Ông viết, sau đó nói thêm rằng ông sẽ đề xuất một cuộc gặp vào thứ Tư với các nhà lãnh đạo EU tại Hội nghị Thượng đỉnh G20 ở Bali, Indonesia. NATO tham vấn đặc biệt sẵn sàng kích hoạt điều năm. Ba Lan báo động, quân đội sẵn sàng chiến đấu. Các phương tiện truyền thông cho rằng vụ việc xảy ra gần với làng Sevoda ở tỉnh Lublin, giáp biên giới với Ukraine. Tên lửa rơi trúng lò sấy ngũ cốc. Theo thông tin sơ bộ, có hai người đã chết. Cảnh sát và quân đội đã có mặt tại hiện trường. Cũng có thông tin cho biết máy bay chiến đấu đã cất cánh từ sân bay gần với thành phố Tomaszów. Mazowiecki. Thủ tướng Ba Lan Masto Warawiecki đã triệu tập cuộc họp của Ủy ban An ninh trực thuộc Hội đồng Bộ trưởng sau khi nghe tin báo cáo về vụ việc. Người phát ngôn của chính phủ Piotr Müller hứa hẹn rằng tất cả những dữ liệu được công bố tại cuộc họp nếu có thể sẽ được chuyển tới dư luận một cách rộng rãi nhất. Người phát ngôn chính phủ Ba Lan Piotr Müller đã kêu gọi công chúng và giới truyền thông không công bố thông tin chưa được kiểm chứng và cho biết sẽ không trả lời thêm bất kỳ câu hỏi nào về vụ việc cho đến khi có thông báo mới. Bà Lan đã đặt quân đội trong tình trạng báo động và đang thảo luận xem có nên viện dẫn điều thứ tư của NATO hay không. Các quan chức ở Warsaw cho biết vào tối ngày 15 tháng 11, chính phủ vẫn đang điều tra nguyên nhân vụ nổ tại một ngôi làng gần với biên giới Ukraine mà Kiev đổ lỗi cho Nga. Điều thứ tư, là một cơ chế được viện dẫn trong trường hợp một thành viên NATO cảm thấy bị đe dọa, đòi hỏi phải tham vấn với 29 quốc gia thành viên khác và đưa ra quyết định đồng thuận về cách tiến hành. Nó khác với điều 5, quy định khối bảo vệ một thành viên bị tấn công từ bên ngoài. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết 30 thành viên của khối đang tham khảo ý kiến về vụ việc ở Ba Lan và rằng tất cả các sự thật cần phải được xác minh. Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc nội dung phần tin tức của chúng tôi tại đây. Mọi ý kiến đóng góp cho chương trình, xin quý vị để lại ở dưới phần bình luận hoặc gửi qua hộp thư hcdnews.btva.gmail.com Một lần nữa, đội ngũ HGD News rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị khán giả. Xin chào và hẹn gặp lại ở bản tin kế tiếp.